Đây là sau khi mà bên em lắp đặt xong này. Các bác có thể nhìn thấy ở trên này, đó là màn hình sau khi mà mình đã lắp đặt này và màn hình nguyên bản của xe này. Nhìn các bác thấy không? Vẫn giữ nguyên nhá. Nhưng mà bây giờ các bác có thể cảm ứng được ở trên màn này, rất là tiện luôn đúng không ạ? Đây. Bình thường khi màn này thì các bác sẽ không cảm ứng được trên màn. Và khi lắp màn Android rồi, các bác có thể ra lệnh giọng nói ở trên này được luôn. Cái này em chưa bắt internet cho nó, nhưng mà các bác sẽ có bản đồ để dẫn đường này. Đây, và có cảnh báo tốc độ trên này luôn. Khi các bác di chuyển ở khu vực cung đường nào, nó có tốc độ giới hạn bao nhiêu, nó sẽ hiển thị ở trên này và nó có cảnh báo âm thanh ra cho mình luôn. Rất là tiện đúng không ạ? Mình có thể bấm tăng giảm âm lượng, tất cả các phím ở trên này mình đều giữ nguyên zin hết nhé. Khi ở trong giao diện này các bác mà về lùi này, nó sẽ giữ nguyên cam lùi cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà muốn thay đổi nâng cấp lên cái bộ 360 thì mình sẽ thay cam. Còn không thì mình giữ nguyên cái cam lùi này. Và mình chỉ thay màn này thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Bác nào mà đang sử dụng cái dòng Mazda 3 mà lắp Android Box mà bất cập, khi mà đi trên đường mà không cảm ứng được trên màn, thì các bác có thể qua Cala Thánh Nguyên để thay thế cái màn Android các bác nhé.